Hello, xin chào các bạn nha. Anh Hiển này cầm máy quay. Rồi, xin chào tất cả các bạn luôn nha. Bữa trước thì hai anh em mình có đi ở đâu? Xích ở đẳng xíu á. Ganh gơ gì đó. Sa nhiên ganh đơ. Đúng rồi. Cái đó là chạy ấp ngược. Hiền hai tặc. Rồi, hôm nay mấy anh em mình lại xích lên một xíu, 500m. Chỗ này cách khoảng nhà ấp ngược chứ Hiền hải tặc là khoảng 500m nha các bạn. Là ngay chỗ cầu Sa Nhiên 2, là vừa tới dốc cầu là quẹo phải vô đường đan luôn, nó có bảng hướng dẫn đó. Thì ở đây bên đây là gì nào không? Xe bay chiếc xe bay thì đang trong quá trình hoàn thiện nha các bạn, có nghĩa là trong dịp Tết này sẽ đưa vào hoạt động. Du Hiền vừa cạn mắc cạn cái đồng mày mắc cạn. Rồi ok, hôm nay hai anh em mình sẽ dẫn các bạn vào trong khu Du Hiền vừa cạn này tham quan coi trong trỏng có cái gì để quay cho các bạn xem. Nếu như mà các bạn nào gần đây hay muốn đến đây đó thì có vô đây check in quay phim chụp hình gì đó rất là đẹp nha các bạn. Chưa thấy, mới thấy thôi là thấy bắt mắt rồi đó. Giờ rồi, đi mua vé nha. Rồi ok, bây giờ hai anh em mình vào đi mua vé nha. Đến thôi các bạn. Rồi giờ mình đi vô mua vé nha các bạn. Bên đây thì mấy anh này đang thi công cho nên tiếng ồn hơi ồn tí. Một vé 20.000. Vé 20.000 các bạn ơi. Là trẻ con hay người lớn cũng vậy thôi. Trẻ con miễn phí. Rồi ok, bây giờ đi vô tham quan các bạn. Ta đưa ba vé đi con. Lộn rồi, dư vé. Thôi. Đó, bên cổng vô có hoa nè các bạn, rất đẹp. Đó. Thành phố Sa Đéc của mình là thành phố ngàn hoa nha, nên đi đâu cũng gặp hoa hết. Giờ mình sẽ đi lên nè, có cầu hang nào không? Cầu hang này để đi lên gì đây? Nơi tình yêu bắt đầu. Nơi tình yêu bắt đầu. Ta yêu nhau đã bao lâu rồi đúng không? Ui cái dở quá nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên Hiền giữa cạn trước đi. Lên trên đây có cái gì? Các bạn nhìn xung quanh kìa, hoa đẹp quá trời. Đây mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem nha. Đó các bạn. Đó, có chiếc xe bán tải chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ lên cung phơ. Lên cung phơ. Anh dẫn coi có gì, có có gì mình có thức ăn thì mình mua đồ ăn review cho các bạn xem nha. Mà chờ, hình như trên đây chắc có bán cà phê không hả? Cà phê. Đây các bạn, cầu thang đi lên, có những ngọn sẵn ha. Giờ mình đánh lên tới đây rồi. Rồi lên đây thì trên đây hình như chỉ có bán cà phê các bạn. Cà phê với đồ ăn nhẹ, bò viên chiên, cá viên chiên gì đó. Thì mình sẽ đi tổng thể cái xung quanh toilet hết đường rồi. Ừ. Đây. Đây xung quanh ở trong bên trong các bạn ơi. Đây có xích đu nè không? Xích đu màu hồng cái chịu nha. Ở trong đây hình như cái chủ yếu là chưa hoàn thiện cho lắm các bạn. Đây những là chắc là cái ghế ngồi với các bạn đúng không? Rồi, ở đây thì đang trong quá trình hoàn thiện các bạn ơi. Hoàn thiện xong thì chắc sẽ đẹp lắm á. Bên kia có chiếc xe buýt. Xe buýt, rồi mình đi qua đây coi. Đi đây. Đây thì tổng thể nè các bạn. Qua đây thì là cái nơi để cho ngồi uống cà phê nè. Đúng rồi, ngồi uống cà phê nhìn ra cái cảnh xung quanh nè các bạn. Ghép bài nhạc buồn luôn cho em nha. Ừ. Đây. Đó, ngồi đây thì uống cà phê rất là lãng mạn lắm, chụp hình và review chắc sẽ đẹp lắm á. Ừ, dưới đây thì ao cá nè các bạn. Đó, cá dưới đó nhiều. Đó, đây thì ngắm qua bên kia ngồi gì chiếc xe bay kêu lộn ngôi hoài. Đó, bên đó là nguyên một loại ha luôn các bạn. Đó, ở quê mình là chỉ có hoa và ha. Thành phố ngàn hoa mà. Nói cái lẹo lử luôn. mình mới xuống dưới order nước lên có rồi nè các bạn, hai ly hồng trà. Ở hiện tại thì hai anh em mình ngồi nghỉ ngơi chút các bạn, tại trời chưa cũng đang nắng, ngồi đây uống hai ly hồng trà. Ly có 15.000 hàng rất là rẻ các bạn, hai ly 30, có chân trâu luôn. Có chân trâu. Ly anh nè, để đây rồi, để
đó, vừa ngồi đây uống cà phê nè các bạn, rồi ngắm cảnh, ngắm cảnh dưới đây là xung quanh đó, đây là tổng thể cái nơi mà hồi nữa lát nữa mình sẽ đi xuống từng nơi mình quay cho các bạn xem nha. Đó, trên, này, trên cao nhìn xuống đó, rất là thích luôn các bạn. Hai bên kia là nhìn xuống hồ cá. Hai bên hông của chiếc thuyền á. Đó, ngồi uống cà phê mình thư giãn trong được nữa nè. Đó, còn bên đó thì bên đây nè cái nhà chim, chim én kêu chát 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 vui tài lắm. Rồi anh em mình ngồi uống cà phê một chút ha. Okay. Rồi xong mình sẽ đi xuống dưới mình quay cho các bạn xem. Bây giờ hai anh em mình đã uống cà phê xong các bạn. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi quay vòng vòng cho các bạn xem. Các bạn nào muốn đến thì nơi đây chụp hình. Chủ yếu là chụp hình check in nha các bạn. Chụp hình check in. Đi lên trên cầu thang này nè không? Đó. Đó, đây là cầu thang nè các bạn ơi. Giờ đang trời đang nắng rồi, rất là gắt. Nắng rắt luôn các bạn. Giờ là 2 giờ trưa. Các bạn chỉ có hai anh em mình. Ừ. Đúng rồi. Không phải tại vì hôm nay là ngày thứ các bạn. Cho nên người ta ít đi. Với lại cái nơi này là đang trong quá trình hoàn thiện cho nên người ta chưa có biết đến. Ít người biết đến. Đó các bạn ơi, trên đây là thấy các bạn thấy đó, đây là cái cầu thang. Ở dưới đây thì con sông tiểu cảnh, tiểu sông. Ở dưới có cá nhưng mà không thấy con cá nào hết. Có, anh không biết. Ừ, tại vì nó chưa quen nước hay sao, nó chưa có ngoi đầu lên hả? Rồi. Có gì cảnh vậy? Hả? Mặt trăng. Đúng rồi, mặt trăng có ba ngôi sao. Ba ngôi sao nằm trên mặt trăng. Ồ, cái này là để chụp hình đó Phong ơi. Ngồi lên hay sao á? Ngồi được không? Hả? Được mà, ngồi thử đây. Ở đó ngồi đó. Wow, quá đẹp. Đó. Đây là check-in cũng đẹp lắm các bạn. Cái này Phong mớm ngồi trên ánh trăng. Rồi. Rồi đi xuống cầu thang thì trước tiên mình sẽ thấy cái gì đây? Những cái miếng cỏ này người ta làm hình vuông này thôi. Ừ, đang trong quá trình hoàn thiện các bạn. Đây. Mẹ, cái gì đây anh? Hả? Bông chứ gì mày? Ai biết bông gì đâu. Đây. Du thuyền vượt cạn. Các bạn anh này là gì? Cái ghế để ngồi. Ngồi chắc chụp hình chết yên đó. Rồi, tạo dáng nè. quá đẹp. Rồi bên đây là chữ lớp. Ngó bên tay trái là thấy ngay chữ lớp liền các bạn. Wow. Lớp nghe. Rồi quay qua đây. Rồi. Bắn tim. Bắn rồi không biết có ai dính đâu. Đây còn đây các bạn. Có xe gió. Trong phim gì trong chuyện hồi xưa học là Don Quixote đánh với có xe gió nào phải không? Nhớ hoài luôn các bạn. Cái đó năm lớp mấy ta? Lớp 3, lớp 4 gì phải không? Lớp 3 em chưa sinh ra nữa. Trong sách học mình có mà trong chương trình học mà Don Quixote đánh với có xe gió đó. Em nó, quên rồi. Năm mấy anh cũng không nhớ, lâu quá trời lâu rồi. Đây là những cái khu hướng dương các bạn. Đang trong quá trình hoàn thiện cho nên là nhìn nó chưa đẹp cho lắm. Mấy cái lỗ này có nghĩa là chắc người ta đang chuẩn bị bỏ hoa xuống các bạn. Mấy chậu hoa hướng dương á, khu này chắc dành hoa hướng dương nè. Chắc mình nghĩ rất là đẹp á. Tại nguyên khu hoa hướng dương bên đó đang trong quá trình hoàn thiện nè. Ta lỗ hết nè, thấy không? Người ta đang hoàn thiện các bạn. Đúng rồi. Mấy cô chú đang làm. Đúng. Đang làm. Đây là những hòn đá được đặt theo đường các bạn. Trời nhí nhảnh ha. Đây cái này cái gánh hoa nè. Ừ, giỏ hoa ha. Quá.
nay không có ai cho nên Phong ít năng động chút. Đây xe đạp, đây dành cho các bạn nữ quay phim các chụp hình check in rất là đẹp á. À, em không phải nữ chụp hình được không? Được. Em VD chụp cũng được mà. Đó, lộ coi. Trời. Rồi, đi tới đây là có gì đây? Có cái dù đang nghỉ mệt nè. Không, cái ngồi đấy, đúng rồi, nghỉ mệt. Còn đây là cái xe. Cái xe người ta thiết kế giống xe tự chế. Dấu phê quá anh. Ừ. Xe này không biết xe gì luôn, bánh quá bự, quá trời bự luôn nè. Tin 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 tin. Hả? À. Ê, dòng này dòng này đi anh. Anh cũng không biết nữa. Này chắc vòng tròn tình yêu. Ngồi lên được mà, ngồi thứ đây. Ủa? Ừ đúng rồi, ngồi đó để chụp hình check in rồi đó. À, rất là đẹp ha. Trời ơi. Ở đây là lối đi vô nè các bạn ơi. Đi vô đầu tiên thì mình sẽ thấy được chiếc xe. Đó. Đây là nguyên một dãy dù, hai bên thì có hồ lô, cây mấy cây trái bầu được uống hồ lô các bạn. Wow. Hồi nãy mình với Phong đi ngược với người ta, mình đi từ cái đích mà đi ngược ngược lại, rồi bây giờ mới tới từ trong cổng đi vô. Đó, hai bên thì trồng hồ lô, lô rất là đẹp các bạn ơi. Trên thì có dù. Ở đây tiểu cảnh thì không có nhiều hơn cái chỗ hôm trước mình nó đi là thiền hát tạc và ngôi nhà ấp ngược. Nhưng mà đối với giá vé thì có 20k thôi thì nói chung là rất là rẻ các bạn. Nhưng nếu người ta hoàn thành hết chắc chắn có thể là giá sẽ tăng lên. Đúng rồi, không tại vì mình đang đi hiện tại là đang trong quá trình giảm 30%. Đó. À, trong vòng một tháng đầu thì qua hết thì sẽ qua hết thì giảm 30% thì giá của nó là 30.000 các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái toàn cảnh cho các bạn xem lại một lần nữa nha. Đây mình sẽ quay từ từ nè. Đó, ở đây là ở phần cuối cùng rồi đó, bên đây đó, cầu thang này các bạn ơi. Đó, các bạn không cảm nha, tại vì nắng bên đó đang chói qua cho nên nhìn không rõ. Đó, bên đây là khu thiền vượt cạn. Phong đâu rồi, Phong đâu rồi, Phong đâu rồi. Đó. Đó, bên đây khu thiền vượt cạn thì có bao nhiêu đó. Còn ở bên kia cái chỗ nãy mình chỉ đó là cái xe bay. Xe bay thì đang trong hoàn thiện, thì mình không biết bên đó sẽ như thế nào. Tại vì đang làm chưa có hoàn thiện cho nên mình không có qua quay được nha các bạn. Để chừng nào nó khi nó hoàn thiện là mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đúng rồi, thì clip hai anh em mình cắt ngưng tại đây hay không? À. Thì vô cái này các bạn nào mà gần đây đó, thì xung quanh cái chỗ thành phố Sa Đéc, ở đây là nãy ấp Khánh Nhơn. Khánh Nhơn. Xã Tăng Khánh Đông phải không? Đông. Ủa, phải Tăng Khánh Đông không? Cũng nhớ mãi mãi vậy đó. Ừ, nói chung là cái chỗ cầu Sa Nhiên 2, ấp Khánh Nhơn, xã Tăng Khánh Đông, thành phố Sa Đéc. Đó. Rồi vô đây nha các bạn, để hồi nữa mình ra mình quay lại cái mình coi kỹ các bạn hiểu, rồi mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn muốn tìm đến đây nha. Thôi các bạn đã theo dõi hai anh em, hẹn gặp lại các bạn vào video clip tiếp theo nha các bạn. Mình sẽ đi đến nơi khác quay cho các bạn xem nữa. Bye bye các bạn. Bye các bạn nha.